đây là tàu Phú Định cũng đã tháo rồi, không có chạy cái đoạn đường này. Thì hôm nay chạy cái đoạn đường này. Có một người chạy xích lô. Xích lô bây giờ ít thấy lắm. Nếu mà họ bây giờ là mấy giờ hả? Thì bây giờ là khoảng 3 giờ rưỡi chiều. Hôm nay là ngày thứ năm và mai là thứ sáu, thứ bảy rồi chủ nhật. Nói chung là 3 ngày nữa tới đây ngày 21, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Ngày 24, ngày 24 đến 12 là ngày Giáng sinh. 3 ngày nữa thôi. Nhanh luôn, nhanh cực kỳ. Thấy 3 ngày á, nhìn thì có vẻ như là dài, nhưng mà nhanh lắm. Đừng có để ý thì sẽ đến ngày không. Đây là bến Phú Định, khá là bực bội khi mà có một cái chiếc xe ba gác nó đang chạy, ba gác máy nó chạy xe lâu chứ, thì nó đang chạy ở phía đằng trước, muốn về cũng không vượt được. Cái đoạn đường này nó hơi hẹp, vượt ra lắm, không vượt được, chưa phải thời điểm nó vượt, mà nó còn nhất thiết không vượt đâu. Xe quỷ này nó chạy nó cũng lớn làng luôn rồi. Mấy ông chạy xe lôi này nè, mấy ông đó thường xuyên chở hàng tầm tròn mà giá nó mắc lắm, nó đâu phải rẻ rồi đâu, giống như là một chút cái mấy ông chạy á, mà về cái phạm vi cái độ xa thì cũng không có bao nhiêu hết á, mà mấy ông lấy tới mấy trăm nghìn. Tính chạy ra thì mấy ông tính là 30-40 nghìn một km đó. Rất là xa, giá rất là cao. Có mấy người bán họ bán hàng rong đó, họ đẩy dạo trên cái đoạn đường này, cái đoạn đường này nha, cái đoạn đường Bến Phú Định này nè, dài thì có dài á, nhưng mà bán đi thì cũng không có được bao nhiêu. Nếu mà làm nghiện bịch mắc bịch bắp nướng đó, nó mua trà nữ ông ta mình cũng không biết nữa, tại vì cũng không biết là ăn cơm với là cái việc cái gì á, đương nhiên là sẽ phải mua cơm thị ăn rồi. Nhưng mà cái vấn đề là trà tí mà 15.000 bịch hả, mắc ông ta không biết luôn. Lâu rồi mình đâu có ăn trà nữ đâu, nên là cũng không biết giá nó bây giờ là bao nhiêu. Làm lại thử xem tao thật thật trà nữ 15 ca là như thế nào.
45.000. Đây phải một cũng được đó, cũng rẻ đó, 15.000 một bịch rồi cũng bắt trời luôn á. Để mua dĩa mua một bịch cà nướng 15k ăn chung với lại cơm. Thật ra thì 15.000 cũng không phải là quá mắc đâu, tại vì trong cũng gà nữa. Gà thì giá thì nó cũng không có nhiêu tiền á, nhưng mà cái vấn đề là trong của người ta nữa, chứ đâu phải người ta bán thông cho mình đâu, người ta cũng phải có trong nữa. Đề lắm á, người ta lấy tôm người ta làm lè á, nên là bịch 15.000 á, như vậy cũng không phải mắc đâu, bịch cũng nhiều á. Nè một bịch mà cũng được tèo tèo đó, cà nướng 15.000 bịch. Có bịch mỡ hành nữa với bịch nước mắm nữa, 15.000 cũng được. Chạy ra rẻ thì cũng không rẻ, mà mắc thì cũng, nếu mà gọi là mắc thì cũng không đúng. Xong rồi đang suy nghĩ là sẽ ăn cơm với cái gì. Chắc là sẽ mua cơm. Để đi mua cơm. Và mà về quận Tây thì hơi xa nhỉ. Bởi vì ở đây là đang ở bên Bến Phú Định, quận 8. Mà đi về phía bên quận Tây thì nó hơi xa, khá là xa. Một bịch cà nướng mà mấy người bán vé số ha, họ muốn mua một bịch cà nướng họ phải bán cũng 15 tờ vé số, thì cứ cho là một tờ họ sẽ lời được 1.000 đi, thì 15 tờ họ sẽ lời được 15.000, thì họ sẽ vừa đủ mua một bịch cà nướng. Chứ vậy là những người bán vé số thực sự họ không có lời. Thay vì công ty sổ số thì cho họ là 30% đi, tức là công ty sổ số lấy 70%, còn những người bán hoa hồng cho họ thì 20% gì đó, chứ còn cho họ có 10-12% tiền hoa hồng. Là thật sự như vậy thì phải nói là quá thấp, cực kỳ thấp. Mình tính đi ra bên phà nhưng mà chờ đông ghê, ủa đông vậy, động vậy, lè luôn.
chuẩn bị đi phá. Đi vào bên đường Phạm Thế Hiển, không biết bao nhiêu đây, 15 xe 20 khách, khoảng 15 xe, không biết ai thu tiền ché đâu. Chuẩn bị xuống phà nha, mình chuẩn bị xuống phà nè, đợi cho xe nó lên hết á, sẽ đi xuống phà. Qua bên kia là đường Phạm Thế Hiển.